Không, cô cứ làm đi, không sao. Điện đi giá ăn con nói à, bà ơi giá hết là mai con không có tiền ăn đi học, nói vậy à. Dạ, bán mai con có tiền ăn đi học, thương quá. Một mẻ bắp này mình giá lâu không cô? Lâu chứ. Dạ nên nó lúc vô nó ăn được á. Mến chào cả nhà thân thương đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ kênh Xuân Mắt Vlog. Chúc cả nhà thân thương một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và những người thân yêu của mình nha. Sáng ngày hôm nay Xuân Mắt được bà con, người đồng bào Rắc Lây họ giới thiệu cho một hoàn cảnh của hai bà cháu ở trên một cái vùng núi cũng rất là hẻo lánh cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy ngay phía trước màn nhỏ là cái căn nhà của cô ở đây. Cái căn nhà phải nói là rất là sụp sệ luôn cả nhà. Ngay bây giờ thì Xuân Mắt Vlog mời cả nhà tìm hiểu hoàn cảnh của hai bà cháu ngày hôm nay, người đồng bào Rắc Lây nha cả nhà. Phía bên này Xuân Mắt thấy là một cái nhà tôn. Mà cái tôn ở đây á, nó cũng khá là mục nát rồi cả nhà. Những cái căn nhà của người đồng bào Rắc Lây họ ở, nó rất là đơn sơ luôn cả nhà. Rồi đằng xa kia thì Xuân Mắt thấy là có cô này với cháu của cô đang ngồi. Chú Đồng với anh Tiệm thì anh Đồng với chú Tiệm á, thì đang chuẩn bị cái phần quà của Mạnh Thường Quân ở bên ngoài. Bây giờ Xuân Bắc mời cả nhà vào để trò chuyện với cô và tìm hiểu cuộc sống của hai bà cháu nha. Phía đằng bên này cô có làm cái võng này để nằm nghỉ trưa. Rồi con chào cô, chú chào con nha. Chào con. Dạ, cho con đeo cái này cho cô chút xíu. Cô ơi, cô tên gì cho con biết tên cô được không? Mai Thị Thép. Cô Thép? Ừ. Cô Thép hả? Cô Thép. Dạ. Còn bé đó là cháu cô hả? Cháu. Dạ. À, bé tên gì cô? Con ngồi xuống với bà đấy à? Đờ. Anh xuống đờ. Con tên gì? Con tên là Mai Thị Ánh Xuân. Mai Thị Ánh Xuân. Nó khác nè. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. Con ở với bà ở trên này hả? Dạ. Hai bà cháu thôi hả? Ừ, cô? Hai bà cháu. À. Cô Thép năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 56 tuổi, 70 á, sinh 70 á. À, sinh năm 70. Ừ. Dạ. Sinh năm 70 và năm nay cô vào 50 mấy tuổi rồi? 56 đó, 57. Dạ. À, hai bà cháu ở trên này rồi có con cái rồi gì không cô? À, bố mẹ của bé đâu? Mẹ đi làm đi lang thang không biết nữa. Con đứa đó đi theo chồng, có chồng ở với không chứ. Đi lang thang hả? À. Sao lại đi lang thang? Đó, đi lang thang là đi nhà đi làm á. Đi làm ở Bình Thuận. À đi làm. Ừ. Đi làm xa. Ừ, đi làm xa. Đi làm xa là làm cái gì cô? Làm thanh long vậy bài bà. Làm thanh long hả? Ừ. À. Rồi có hay về đây thăm bé không? Có về, con không có. Bữa về một ngày nó về rồi, đi làm rồi. À, lâu lâu mới về một lần hả? Ừ. Một ngày hả? Ừ. Rồi về rồi có cho tiền cô không? Làm có tiền không? Đâu có làm gì đó, có con rồi. Có con rồi? Ừ. Có con nào nữa? Mẹ nó có con rồi. Ồ, có nghĩa là mẹ của bé này. Ừ. Mẹ của bé Xuân. Ừ. Là đi làm thanh long ở xa. Ừ. Và có gia đình khác. Ừ. Có con luôn. Ừ. Có gì không biết nữa chứ, đâu có chồng này đó. Chồng biết ở biết không chứ.
À không không có chồng nhưng mà lại có con. Ở nơi khác. À có mấy đứa con ở nơi khác? Một đứa à? Đứa nhỏ xíu à? Đứa nhỏ xíu thôi. Chưa có được một tuổi. Sao cô biết? Biết cho cô về nhà rồi. À có về nhà rồi. Dắt con đi làm lại. Kiếm tiền cho con nó ăn. À rồi về có cho hai bà cháu đồng nào không? Có tiền cho, không có tiền thôi. À có tiền mới cho, không có tiền thôi. À. Hai bà cháu ở trên này lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu rồi. Ừ. Ở tới nay là bao nhiêu năm cô nhớ không? Bà này nó lúc xuống là 95. Dạ. Ừ, 95 nữa, xuống tay. Như vậy là cô là chỉ có một người con thôi hả? Bốn đứa. Bốn người con. Ừ. Con ở thi vợ là thấy người dân tộc á. Mấy trai mấy gái? Hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Ừ. Là hai trai đi lấy vợ rồi. Ờ. Ở bên nội rồi. À. Còn hai người con gái là một là mẹ của bé này. À, một thằng ở nhà. Một con ở nhà, con em mẹ em xuống nè. À. Có nghĩa là một người là mẹ của bé đây. À, một người đi làm rồi, còn một người nữa đâu? Ở nhà. Ở nhà làm cái gì? Không có đi làm đâu. Không có đi làm. Cái người đó bao nhiêu tuổi rồi? Năm 2000. Năm 2000 hai mấy tuổi? À 24 tuổi. 24 hả? Hai bà cháu ở trên này rồi ăn uống hàng ngày ăn cái gì cô? Có ăn gì đâu, dốc bắp nó ăn. À, có ăn tiền bắp. Mua gạo ăn nó ăn. Có tiền mới mua gạo ăn. Bây giờ nhà còn gạo không? Không. Không còn gạo. Có tiền thì mua ăn, không tiền thì nấu bắp ăn. Nấu bắp ăn? Bắp mình trồng hay là sao cô? Đất bắp này nè. À, bắp đâu? À, bắp trồng bên kia hả? À. Bên rẫy bên kia hả? Bên trên đây nè. À, trồng nhiều không cô? Hả? Trồng nhiều bắp không? Có, ở nhiều đó. À. Bắp năm nay là nó có bị chết, bị nắng rồi kia? Bị nắng rồi vừa không có ra tết thôi. Năng suất là lỗ và người ta làm rẻ, bán làm là bữa làm chứ đây này kim long nó nhổ hết rồi. À có hai bà cháu ở trên này thôi. Ừ. Rồi trên này rồi có bắp ăn rồi có gì ăn ấy. Ừ. Mình có làm gì để mình kiếm tiền không cô? Đi rồi kiếm mùa măng vậy đi kiếm. Mùa măng là đi mót măng. Không có mua măng là hết mua măng để kiếm sang năm. À. Mua thuốc hút này, mua bánh cho con ăn đi học. À, như cái mùa này thì cô làm cái gì? Không có làm gì đâu. Không làm gì hết. À. À. Chỉ có ăn bắp thôi. Đi lên núi đi kiếm canh ăn. Kiếm canh ăn ở trên núi. Ừ. Canh là mình kiếm canh gì mình nấu mình ăn? Kiếm mít. Mít ở trên núi. Ừ. Mùa này có phải mùa mít không? Có. À có mít. Ừ. Nấu canh mít. Cái canh mà cô hay ăn nhất, hai bà cháu hay ăn nhất là canh gì? Canh mít. Canh mít. Ừ. À. Nấu canh mít ăn, nấu mít không thôi hả cô? À, có tiền là mua dầu chiên ăn, không có tiền là nấu mít bò bột ngọt rồi. À. Bò muối bột ngọt rồi. Sáng giờ hai bà cháu ăn gì chưa? Chưa. 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 Con có đi học không? Đó. Đi học. Bé có đi học không cô? Đi học. Có đi học hả? Học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4 rồi. Là hôm nay chủ nhật lên chơi với bà hả? À. Còn ngày thường là bé ở dưới đi học hả? Ừ. Bé này đi kiếm với bà. À. Chủ nhật. Sao bà không sao cô không ở dưới làng? Ngủ ở làng sáng lên. Chưa nó về nhà. À. Sáng lên. Ở dưới làng sao mình không ở dưới làng, mình làm việc ở dưới làng? Có việc làm ở làng đâu. Không có việc gì ở làng làm hả? Lên trên này là trồng. Rồi đi mót măng. Rồi làm lên rẫy. Hái bắp ăn vậy thôi. Dạ. Còn không có mùa là không làm việc gì hết. Mùa làm thì làm cỏ. Bên này hết mùa làm cỏ rồi. Yeah.
Hai bà cháu lâu rồi có ăn cá không? Có cá ăn không? Cá hả? Nhà có cá, có ăn cá bao giờ chưa? Chưa ăn cá bao giờ hết. Không có cá ăn luôn. Không có cá. Có tiền thì mua, không có tiền thì ăn cá. À, nhưng mà từ hồi giờ là có mua cá ăn không? Mua có tiền thì mua 5 ngàn. À, 5 ngàn. Không có tiền thì ăn cá. Dạ. Lâu rồi có ăn cá không cô? Không. Bao lâu rồi không ăn cá? Có tiền thì mua ăn, không có không tiền là ăn canh. Không có tiền là ăn canh không thôi, ăn với bắp thôi. Mua gà ăn. Không cần lấy lo la la múc nhà nó ăn. Cái măng á, mình như cái mùa măng cô đi mót măng á. Thì mình mót măng là mình mang xuống làng mình bán hay là người ta lên đây người ta thu mua? Đi bán 1 ký 2 ký vậy. Bán 1 ký 2 ký vậy hả? 1 ký 10 ngàn để mua cá ăn. À, 1 ký 10 ngàn. Một như cái vào cái mùa măng đó thì mình mót được một ngày được bao nhiêu ký măng cô? Đó, người ta mạnh thì đi bà già rồi có 1 ký. À, người khỏe ăn. Thì đi mót được nhiều. Đi đầu quý rồi đi không được rồi đi 1 ký 2 ký đồ ăn. Bây giờ là mình có tuổi rồi, rồi là mỏi chân hả? Đi không nổi. Nữa. Đầu gối nữa. Là mót được 1 ký bán được 10 ngàn thôi. Là mình cái 10 ngàn đó là mình gánh xuống làng mình bán hay sao? Xuống làng mình bán. Xuống làng bán. Bán cho quán á. À. Đi mua ăn cho quán. Bán cho quán. Được 10 ngàn. Rồi 10 ngàn mình mua cái gì? Một cá. Một cá. 10 ngàn thì một cá 5 ngàn, đi cho con là 5 ngàn. À. Con cho chú hỏi xíu nè. Con có muốn ăn cá không? Ăn liền, bóc liền. Muốn hả? À, hôm nay con chú mang cá tới cho con ăn, con vui không? Vui hả? Đây có cá. Bé rất là dễ thương luôn cả nhà. Con học giỏi không? Giỏi. À, bố của bé đâu cô? Bố nó chết rồi. Bố bé mất rồi. À, nó chết lúc nó 3 tuổi. Rồi sao mà mất? Bệnh. Bệnh mất hả? Bệnh não. À, bệnh nặng. Mất lúc bé mới có 3 tuổi thôi. Là mới có một bé này thôi. Nó có một bé nè, con đầu này nó chết rồi. À, sao? Con đầu hả? À, con đầu bà nè, con đầu nó lúc... Con đầu của con gái cô. Mất rồi, còn mất một rồi. Bé này thôi. À, một bé này, bà nó chết. Có nghĩa là bố mất. Rồi chị con đầu là trai hay gái? Con đầu con gái. À, là chị của bé này mất rồi. Chồng nó á, bà nó chết rồi. Ba nó, của bé này. Ba là con rể. Mẹ nó là con đầu bà, con dạ. Cô á. À, đúng rồi. Thì là con nghĩa là ba mất rồi. Ba mất rồi. À, ba mất lúc bé này mới có 3 tuổi. Dạ. Con lại tưởng là chị của bé này mất nữa. Có. Con, đầu con giật mình luôn. Dạ. Con rồi con ở với bà, rồi con có nhớ ba mẹ không? Nhớ hả? Trời ơi, thương quá cả nhà. Sáng giờ hai bà cháu ăn gì chưa? Chưa, đang nấu bắp ăn. Đang nấu bắp ăn. Bà cho con vô con coi bắp tí được không? Dạ. Yeah. Rồi, đi theo theo cô nha. Con đi với bà luôn. Bắp đây hả cô? Có mấy trái này thôi hả? Có bao nhiêu đó. Sao con thấy bắp giống như bắp non vậy, chút xíu vậy? Cô lột ra thử. Là mình nướng bắp hả cô hả? Nướng cho cháu ăn. Nướng bắp ăn. Sáng nó cơm rồi, không có gì ăn cơm á. Bắp xấu quá. Bắp xấu quá. Không có gì ăn, sáng nay ăn bắp thôi. Trời ơi, thương quá. Lâu giờ hai bà cháu có ăn mì gói không? Có tiền mua ăn, không có tiền được
Nhưng mà có ăn mì gói không? Ăn. Ăn. Có tiền thì mua ăn, không có tiền là nín luôn. Nín luôn. Cái mùa này không có làm được cái gì thì chắc là đâu có đồng nào. Không có làm đâu, không có việc làm đâu. Không có việc làm. Ừ. Mình về làng là không biết làm gì hay sao cô? Không có cái gì làm đâu ở nhà. Không có cái gì làm. À. Không có ai thuê mướn mình làm gì hết hả? Mượn đó. Già rồi không có đi làm đâu. Già rồi già không rồi. Có đi làm. Không có ai thuê mướn gì hết. Ừ. Có việc làm, bà đi làm chứ không có việc làm đâu ở nhà. Nuôi cháu. Đây là cái món ăn hàng ngày của hai bà cháu hả? Ừ. Một ngày hai bà cháu ăn mấy bữa cô? Ăn sáng, trưa, chiều. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Mà ăn bắp không? Ừ, bắp nó cơm, cơm nè. Cơm đâu? Cho con coi cơm nào. Nó cơm mua gạo sáng, mua một ký, một ký 12 ngàn. Đây là cái căn bếp của hai bà cháu, người đồng bào Rắc Lây miền núi cả nhà. Bắp nướng rất là thơm. Nhưng mà... Canh nè. Canh này canh gì? Trái thu đủ. Ừ. Trái thu đủ này là mình hái về mình nấu. Mình hái. Ngoài trái ra thì mình có ăn cái gì không cô? Không có gì ăn. Có ăn lá đu đủ không? Ăn. Lá đu đủ. Lá đu đủ ăn. À. Coi như là có rau gì ăn rau nấy. Không có rau ăn đâu. Không có rau ăn luôn. Ừ. Có thì ăn chứ không có. À, chỉ có lá đu đủ. Ừ. Ăn rau lá bút. Lá bút thì ăn. Cái cối ở kế bên là cô làm gì? Cối này giọt bắp ăn. Giả bắp ăn. Ừ. Trên này cô có nuôi gì không? Nuôi bò một con. Bò một con. Ngắn một con, hai con. Bò với gì? Bò một con với một con gì nữa? Con ngắn. Ngắn nhiều một con. Dê. Con dê. Ngắn một lần. À. Con dê. Thấy thương cô quá cả nhà. Hai bà cháu ở trên này không có gì ăn luôn. Có gì ăn ấy, ăn bậy bạ vậy đó. Bé nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Mà cũng không có cái gì để ăn, ăn bắp sút vậy đó cả nhà. Cô mở cái nồi cơm con coi xíu nha cô. Cái nồi cơm này, cô mở con coi coi. À, một nồi cơm. Nhà còn gạo không cô? Không, hết rồi. Hết rồi. Ừ. Coi như là nấu được một nồi này là hết hả? Ừ. Trời ơi, không còn một hạt luôn. Ừ. Gạo cô thường cô mua cô để đâu? Mua bỉ nè. Dạ. Tao chung thôi. Mua một ký đồ ăn á nè. À, còn có nhiêu đây thôi. À, một ký ăn là nó là nửa ký, còn nửa ký. À, mua một ký, nấu nửa ký, còn nửa ký. Ừ. Rồi ăn hết là nhịn, ăn bắp. Ừ. Cái ký, một ký này là tiền ở đâu cô mua? 12 ngàn. Không, mà tiền ở đâu cô mua? À, có tiền... Tiền cô làm gì đổi được hay sao? Nó bắp ăn. Giá bắp nè, đi bán. Không, con đang hỏi cô là cô làm gì có tiền 10 ngàn, 12 ngàn để mình mua gạo đây? Tiền bắp khô nè, đi bán. À, đi bán. Ừ. À... đi bán đổi lấy gạo thay vì mình ăn bắp. Ăn bắp không biết là chưa kịp giá đâu. À. Rồi cô để nó đây. Nó lâu lắm. Bị đuổi gạo ăn này nó mau. Ở trên này mình nấu cơm, mình nấu canh rồi có sử dụng muối rồi này gì không cô? Nhà có muối không? Không. Đi mua không à? Đi mua chỗ quán không? Có tiền mua có tiền thôi. Không có tiền cũng không có muối ăn luôn. Ừ. Không có bột ngọt ăn luôn. Ừ. Đi mua không có tiền bỏ muối không. Muối không thôi. Ừ. Này là cá mua mua kia này ăn nè. Đầu này giá ăn. Cái đó cái gì? Cô còn đang treo trên đó là cái gì? Cá. Cá mua hôm qua. Đưa con bịt cá. Đầu này là giá ăn. Ăn cua. Trời ơi, cá có mỗi cái... Cả nhà xem này.
cái bịch cá, nhưng mà còn mỗi cái đầu cá ăn thôi. Rồi cái này mình để dành hay sao cô? Để giá ăn. Để dành ăn. Trời trời. Đồ giá ăn. Còn mỗi cái đầu cá thôi, để dành ăn. Thương quá cả nhà. Đây, bịch cá mà cũng không ăn luôn. Giờ để dành. Để ăn. Nó thèm mấy ăn. Thế ăn với cơm á. Ăn với cơm. Còn ăn ăn bắp là ăn không. Thương quá. Cô nướng bắp có hai trái thôi hả? Ở trên này có điện nước gì không cô? Ở trên này có nước uống, rồi cô đi lấy nước ở mãi đâu? Cô lấy nước rồi uống suối. Uống nước suối. Mình xuống suối mình lấy nước sao? Nước đây nè. À. Uống như nước làm nè. Lấy nước về đây. Cho con ăn. Dạ, cô để đó đi. Con cảm ơn cô nha. À cha cha cha, nóng quá cả nhà. Đây cả nhà thấy này, cô vừa mới nướng xong một trái bắp cũng nhỏ thôi. Cô mời Xuân Bắc một trái. Đó, có chút xíu à, được như đầu ngón tay thôi cả nhà. Này. Đó. Cả nhà thấy trái bắp ở trên này nó vậy đó. Hơn đầu ngón tay chút xíu rồi, chưa được hai đầu ngón tay nữa này. Có hôm nào hai bà cháu phải nhịn đói không? Đói hả nỗi đó, đợi buồn lắm. Nhịn đói không nổi. Con hỏi là có hôm nào mà không có cái gì ăn là hai bà cháu phải nhịn không? Nhịn chứ, chiều lắm ăn. Không có đồ ăn là chiều xuống nhà ăn. Nhịn đói cả ngày luôn, chiều mới xuống nhà ăn. Ở nhà có tiền để mua gạo ăn. Tội vậy. Không có không tiền có để đi xin gạo người ta, mượn cho người ta. À. Có người ta có thó. À, người ta cho một không có thì đi xin. Còn không xin được thì mượn. Còn không mượn được nữa thì nhịn luôn. Trời ơi. Rồi cái nồi cơm này á, hai bà cháu nấu ăn cả ngày luôn hay sao? À, ăn trưa, đi nhìn con cháu ăn chiều luôn. Cái góc mà con mới thấy lấy ra đó là ăn sáng hả? Ăn sáng nè. Ăn sáng, hai bà cháu ăn có nhúng vậy thôi. Ừ. Rồi ăn bắp thêm. Ăn bắp thêm. Cô có mong ước gì không? Hả? Cô có mong ước gì cho cái cuộc sống của cô với cháu cháu gái nhỏ không? Không có. Không có mơ ước gì hết. Không có biết cái gì đâu. Không biết mơ ước gì hết. Không. Không có biết gì đâu. Miễn là ăn không à? Ăn không. Không có biết có gì thì ăn. Đâu. Có cho ăn, có là thôi. Không có là thôi. Hồi nãy cô chia sẻ với con á là cô có nuôi con một con bò. Một con dê. Dê với bò đó con, tiền đâu mua? Con bò vệ tiền với nước mua bò tư. Vệ tiền với nước. Vay tiền nhà nước. 5 triệu. 5 triệu. Mua một con bò. Rồi con dê. Con dê là dê con đầu bữa lúc chồng nó ở chồng sống á. Mua nó vệ tiền với nước. À. Có nghĩa là ba bé còn sống vay tiền nhà nước mua. À. Rồi trả hết nợ chưa? Chắc con không chưa có đất là bà không biết nữa. À. Con. Còn con bò là mà con bò là cô trả hết nợ chưa? Hết rồi. Hết nợ rồi. À, bây giờ chỉ tập trung nuôi thôi. Hồi đó mua là 5 triệu. 5 triệu. Còn con 5 triệu chưa đẻ rồi, đẻ chết. Con mẹ. À đẻ rồi, là chết rồi. Chết con mẹ hay con nhỏ? Con không à. À con, chết con rồi. Con mẹ. Con mẹ thôi. Trời. Hôm nay con tới con thăm cô với bé. Con có mang tới cho cô một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi. Cảm ơn cô. Một phần quà. Cô biết là phần quà gì không? Không, không biết.
Bây giờ con gửi tặng cho cô một phần quà, cô mơ ước cái phần quà đó là cái gì? Không biết. Không biết luôn. Dạ, con tới con thăm cô này, con mang cho cô 10 kg gạo, 2 bịch cá, mỗi bịch 1 kg, 1 bịch cá khô ngân 1 kg, 1 bịch cá cơm khô size lớn 1 kg, 2 thùng mì gói, 2 chai dầu ăn, 3 bịch muối, 2 bịch bột ngọt, 2 chai nước tương. Cô vui không? Cảm ơn cô. Cô vui như thế nào? Không biết. Không biết. Vui không biết. Không biết luôn. Lo ăn không à? Biết vui thôi đúng không? Ừ. Bây giờ có thì mình nấu mình ăn. Bây giờ có cá này, có gạo này. 2 bà cháu nấu cơm với gạo, với cá. Nấu cơm rồi nấu thêm cá ăn. Có cả mì gói nữa. Dạ. Ăn thêm cho no bụng cô ha. Thế thương cô quá cả nhà. Cuộc sống 2 bà cháu rất là khó khăn luôn. Hoàn cảnh gia đình á, thì cô là có 4 người con cả nhà. 2 người con trai thì đi lấy vợ xa. Cuộc sống cũng khó khăn. Cuộc sống của người đồng bào Đắk Lây họ như vậy đó cả nhà. Không có đủ ăn thì đâu có tiền đâu mà gửi cho cô. Cũng giống như hoàn cảnh của 2 bà cháu vậy nè. Không có tiền. Còn ba của bé, con rể của cô đó thì mất rồi. Còn mẹ của bé thì đi làm xa, đi làm Thanh Long ở đâu á. Có con nhưng mà lại không có chồng. Đó. Cũng rất là cũng không hiểu làm sao, cuộc sống cũng rất là khó khăn cả nhà. Còn một người con của cô nữa thì năm nay 20 mấy tuổi nhưng mà cũng không có việc làm, ở nhà dưới làng á, có gì làm nấy cả nhà, nhưng mà ở dưới thì cũng chả ai thuê mướn gì hết á, cuộc sống khó khăn. Đó là cái hoàn cảnh của cô Thép và bé Xuân. Mà ngày hôm nay kênh của Xuân Bắc chia sẻ đến cả nhà. Bắp chín chưa cô? Chín rồi. Thơm quá ha. Con đói chưa? Con có muốn ăn mì không? Bây giờ chú gửi cho con thùng mì con pha con ăn nha. Ăn luôn không? Ăn. Bóc cái nó vậy. Không ăn luôn hả? Đói mà không ăn luôn hả con? Trời ơi, bé thương quá cả nhà. Con trai Úc đi bộ đội. Được tặng một cái võng. Rồi cho mẹ. Xong rồi cho mẹ xong là đi đi bắt vợ luôn. Là ở bên vợ luôn. Dạ. Đây là cái căn chòi của 2 bà cháu hàng ngày sinh hoạt ở đây cả nhà. Xuân Bắc thấy ở bên trên đó, nó có 2 cái ụ rơm. Cho bò ăn hả cô? Rơm này mình mua hả? Mua. À, lãnh chưa ta. À. Mượn chưa trả. Mượn về cho bò ăn trước. Chưa có tiền trả. Lãnh chú bán. Trời ơi thương quá. Đến nằm có tiền trả cho người ta. Một cái ụ rơm này là bao nhiêu tiền cô? 30. 30 ngàn. 2 ụ rơm là 60 ngàn hả? Chút xíu nữa con trả tiền rơm cho cô nha. Cô vui không? Vui, cảm ơn. Dạ, con trả tiền rơm cho cô. Coi như là 2 cái ụ rơm này cô không có phải mua. À, cô không phải nợ nữa. Có rơm cho bò ăn. Mình là... Rồi dê nó có ăn rơm không cô? Không ăn rơm đâu. Dê ăn lá. Ăn lá. Rồi lá là mình phải đi nhặt về cho dê ăn, chặt về cho dê ăn hả? Đi chắc. Cô đi chặt lá cho dê ăn sao? Xa chứ, ở trên núi. Trên núi?
Ở dưới này có không? Trên núi cao hơn nữa hả? Dạ. Thấy tội hai bà cháu quá cả nhà. Tự nhiên lên trên này thấy có mình cô với bé nhỏ ở trên này. Tự nhiên thấy thương. Rồi cuộc sống của hai bà cháu thiếu thốn đủ thứ cả nhà. Đến cái ụ rơm, cô cũng phải mua chịu của bà con chưa có tiền trả. Không có tiền mua gạo. Gạo còn có xíu thôi. Cá thì chỉ còn cái đầu cá không. Mà cũng không nỡ ăn để dành. Rồi ăn bắp không vậy đó cả nhà. Cơm thì xuống mắt thấy cô ăn cơm không à. Cũng không có muối, không có mắm gì hết trơn hết á. Rồi thôi xuống mắt mời cả nhà đi qua bên này. Xem qua cái nơi ngủ của hai bà cháu chút xíu nha. Cô ơi, cô dẫn con vô trong nhà chút nha. Dạ, cô vô trước đi. Đây là cái võng của con trai để lại cho cô này. Bên này nha cả nhà. Rồi, số mắt mời cả nhà vào xem cái bác nơi. Bác này giúp người ta nở gạo. Lên gạo hôm qua 10 kg. Giúp bác này tay cho vào chỗ quán. À. Mời cả nhà xem qua nha. Ở đây xuống mắt thấy có hai cái gùi bắp. Một cái gùi là cái hạt bắp. Cái này cô giã chưa? Giã rồi, chưa, giọt hột nè. À. Người ta nửa gạo lên con, gạo. Con cầm lên được không? À, được, bụi lắm chứ. À, con cầm lên tí nha. À, bắp này cô mới lấy hạt thôi. Chứ chưa giã hả cô ha? Chưa. Chưa giã. Một cái gùi bắp này được nhiêu ký? Chắc 6-7 ký chứ. 6-7 ký. Rồi cái này mình bán hay mình để dành ăn? À, để dành ăn nữa, ta nửa gạo. À. Lên gạo 2 ký sáng. Dạ. Rồi. Cái gùi bắp này mình làm cái gì? Cho ngành ăn. À, cho dê ăn. Coi như để dành cho dê ăn. Còn cái này là bán được nhưng mà cũng phải để lại để ăn. Ăn nữa. Ăn một nửa, bán một nửa. Để dành một ký bắp bán được bao nhiêu? 10 ngàn. Cái này khoảng nhiêu ký? 6-7 ký hả? Chưa có mà phơi đâu. À, chưa phơi, phải phơi nữa. Phơi thì nó nhẹ hơn nữa. À, phải phơi nữa cả nhà. Kiếm tiền con ăn đi học mà á. Cô tính xem một cái gùi bắp này là bao nhiêu tiền? Một gùi này có 8 ký. 8 ký? 80. Coi như là 80 ngàn. Bây giờ con cho cô 80 ngàn. Con cho cô 80 ngàn nha. Rồi con cho cô thêm 60 ngàn tiền rơm nữa. Bắp này cô để lại ăn. Không có bán. Nha. Để lại phơi lên ăn. Để dành ăn. Gạo có rồi. Không cần mua gạo nữa. Nha. Có gạo rồi, cảm ơn. Dạ. Cô vui không? Vui. Rất là vui mừng á. Rất là vui mừng luôn. Cô cảm ơn luôn. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cô nói đi. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. À, cả nhà thông cảm. À, mình hỏi mà để cô nói tự nhiên á thì cô sẽ dễ nói hơn. Mà mình nói cô cảm ơn Mạnh Thường Quân á thì nhiều khi những cái từ cô nói không quen. À, cho nên là hơi khó nói. Người đàn bà họ cũng không có rành tiếng Kinh lắm á cả nhà. Cái chỗ này là chỗ hai bà cháu nằm ngủ hả? Ừ. Dạ. Rồi tối ngủ rồi mưa gió rồi có dột không? Dột chứ. Dột hả? Ừ. Nó dột, nó tạt vô là có ướt không cô? Ướt chứ, nó mưa là dễ ngồi đấy. Dạ. Hít mưa là nằm ngủ lại. Tôn đồ này kia con thấy nó cũng lụng lỗ tùm lum hết. Ừ. Như tổ ong luôn. Ừ. Rồi ở trên kia cái lỗ nó cũng bự quá trời bự luôn cả nhà.
là nó tạt vô đây. Bà cháu nằm ở ngay cái khúc này là nó sẽ tạt mưa chắc luôn. Rồi lúc nó mưa ướt thì mình chạy đâu cô? Mình chạy nguôi cho đây. Chút khô là mình nguôi. Rồi cái... ướt là đồ là mình để vậy luôn hả? Mình cầm. À. Nó cầm theo mình vậy. Dạ. Trời ơi thương quá. Cái này cũng không phải cái giường đâu cả nhà. Cái này là mấy cái miếng ván cô đặt lên trên cái cây hai bà cháu nằm thôi. Chứ nó cũng không phải cái giường nữa. Thấy thương cuộc sống của hai bà cháu quá. Cái gùi bắp đó là cái thu hoạch đợt này của mình hả cô? Hết cô... chưa? Hết rồi. Hết rồi. Ừ, có được cái 8 kg bắp đó thôi. Ừ. Dạ. Để đi dành bán cho con ăn đi họp ngày ký, ngày ký. Ngày ký, ngày ký. Ừ. Coi như bây giờ con cho cô thêm 8 kg bắp nữa. Đó là 80.000 thì con gửi cho cô 80.000 là 8 kg bắp. Bắp này cô để cô ăn. Dạ, không có bán. Để dành hai bà cháu ăn không bán. Cũng có gạo rồi. Lúc nào hết gạo mà ăn bắp còn thì mình mới đi đổi gạo. Cô nha. Thì cô gạo là giọt ạ. Giọt bắp ăn. À. Nữa giọt nữa bán cho con tiền mai con đi học chứ. Dạ. Thường quá. Cô đang rẫy bắp cả nhà. Mình rẫy cái bụi bắp đi cô ha. Ừ. Bây giờ cô sẽ rẫy bắp và bắp này cô sẽ để lại cô ăn. Không có bán nữa nha cả nhà. Đó, Xuân Mắc sẽ gửi cái tiền bắp cho cô. Và bắp này cô sẽ để lại, hai bà cháu để lại ăn. Được tiền ăn nữa chứ. Không có tiền cho con ăn đi họp á. Được 3 ký. Dạ. Ký. Thêm bánh cho người ta. Người ta đi ăn bánh nó phải cũng thật. Ăn bánh cho người ta. Bụi lắm nha. Dạ. Cô cứ làm đi. Bụi con. Không, cô cứ làm đi, không sao. Tiếng đi giá ăn con nói à, bà ơi, giá hết là mai con không có tiền ăn đi học, nói vậy à. Dạ, bán mai con có tiền ăn đi học. Thương quá. Một mẻ bắp này mình giã lâu không cô? Lâu chứ. Lâu một tiếng lắm á. Giã một tiếng đồng hồ luôn. Cô giã lại này. Dạ. Đổ nước. Đổ nước nữa hả cô? Ừ. À. Dạ nên nó lúc vô thì nó ăn được á. Mình giã như vậy nó có bẻ cái hạt bắp không cô? Bẻ nữa. À. Nó lúc vô thì nó mới ăn á. Còn có hột không à? Còn hột không thôi. Ừ. Lúc vô thì nó cái heo ăn. Cái vỏ là cho heo ăn. Ừ. Còn cái hạt ở trong là mình ăn. Ừ.
Dược mới đây nè, nó về tới 3 giờ nó mới chín. 3 giờ mới chín. Ừ. Nấu từ giờ tới 3 giờ. Ừ. Trời ơi. Họ giã bắp thủ công hết cả nhà. Giã cả một tiếng đồng hồ mới được. Vất vả quá cả nhà. Mình cứ giã liên tục như vậy một tiếng luôn hả cô? Dạ. Một tiếng năm chi. Trời ơi. Mỏi tay cô ha? Ừ. Dạ. Trời, con thấy cô giã một lúc là cô mệt rồi. Nghỉ từ từ giã tiếp. Mệt rồi. Dạ, mệt rồi. Bây giờ mấy anh em chú cháu sẽ mang cái phần quà vào gửi cho hai bà cháu nha cả nhà. Phải nói là hôm nay cảm ơn anh Quyên rất là nhiều luôn. Anh chia sẻ cho kênh Xuân Mắc Vlog biết tới cái hoàn cảnh khổ cực, khó khăn của hai bà cháu ở đây. Hai bà cháu rất là tội luôn, nhất là bé nhỏ này cũng rất là thương cả nhà. Có hai bà cháu sống nương tựa nhau ở trên núi này thôi. Tội quá. Không có cá ăn. Cũng không có gạo ăn luôn. Dầu ăn mắm muối gì ở trong nhà cũng không có gì hết trơn cả nhà. Thậm chí bây giờ trong nhà chỉ có cái đầu cá thôi. Hai bà cháu cũng không ăn để dành. Rất là thương luôn. Cô ơi, hôm nay con tới thăm hoàn cảnh của hai bà cháu thì con cũng được bà con chia sẻ và biết được cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Thì con tới con thăm và con có mang theo một phần quà để gửi đến cô và bé nha. Một phần quà thì gồm hai thùng mì. Hai thùng mì cô ha. Dạ, cái bao này là 10 kg gạo. Có gạo ăn rồi. Dạ. Có dầu chiên ăn rồi. Có mì tôm ăn rồi, có cá ăn rồi. Có dầu chiên ăn rồi, có cá ăn rồi. Có mắm ăn rồi. Có mắm ăn rồi, dạ. Có muối này, 3 bịch muối. Có 2 bịch bột ngọt. Cảm ơn, có bột ngọt ăn rồi. Dạ, 2 chai dầu, 1 ký cá ngân khô, 1 ký cá cơm khô. Cảm ơn. Đó, cá cơm khô size lớn cô ha. 2 chai nước tương. Nó có chưa ăn, có cá ăn rồi, ngày nay rồi. Có cá ăn rồi, cảm ơn. Cái phần quà ngày hôm nay thì Xuân Bắc sử dụng cái số tiền của cô Thuận ở bên Mỹ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã mở tấm lòng vàng gửi cho bà con khó khăn miền núi những cái phần quà. Hồi nãy con hứa với cô là con trả cái tiền rơm cho cô. Hai cái ụ rơm, mỗi ụ rơm là 60 hả cô? Mỗi ụ rơm là 60 ngàn hả? 60. Hay là 30? 60 ngàn. À, rồi tiền bắp. Bắp là 80. 80. Thì con gửi cho cô cái tiền bắp, bắp đó cô để lại cô ăn. Ừ. Gạo có rồi nha. Cảm ơn. Rồi con gửi cô 200. Cảm ơn nha. Dạ. Còn 100 này chú ơn. Gửi cho con. Cảm ơn chú. Để con đi học nha. Số tiền 300 này cả nhà, Xuân Bắc sử dụng cái số tiền của bạn Tiến cùng các anh chị trong công ty của bạn làm. Cảm ơn tấm lòng của bạn cũng như là tất cả các anh chị của công ty đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến cho bà con. Thì ngày hôm nay Xuân Mắc sử dụng cái số tiền
gửi cho cô để cô trả cái tiền rơm cho bò ăn. Cô mua là cô đang nợ và chưa có tiền trả. Cũng như bắp là Xuân Bắc gửi cho cô để cô giữ lại cái số bắp cô ăn, hai bà cháu ăn. Gạo thì có ở đây rồi. Cô vui không? Vui, cảm ơn nhỉ. Cảm ơn con, hai con á. Cô gửi lời con. Cô gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cô nói đi. Không biết nói. Không biết nói. Thôi Xuân Bắc đại diện cho cô và bé. Một lần nữa em gửi lời cảm ơn tới các anh chị, cô chú, các bạn Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà đến cho bà con khó khăn miền núi. Cảm ơn những cái sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc đại gia đình khán giả kênh Xuân Bắc Vlog cũng như là quý Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe. Chúc cô cũng thật nhiều sức khỏe. Con chú chúc con học giỏi con nha. Rồi con chào khán giả với chú nha, giơ tay chào nha, tạm biệt. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.